Để phục vụ cho công tác điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra huyện Gia Lâm thông báo truy tìm tài xế phương tiện gây tai nạn. Theo đó thì khoảng 4 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 tại trước số nhà 53 Nguyễn Bình, quốc lộ 5 chiều đường Hưng Yên đi Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô con loại 5 chỗ màu đen chưa rõ biển kiểm soát với xe đạp màu xanh do bà Hát sinh năm 1947 trú tại Gia Lâm điều khiển đi thể dục buổi sáng. Hậu quả là bà Hát tử vong tại chỗ. Sau tai nạn thì lái xe ô tô đã dừng lại, mang xe đạp của nạn nhân đi cất giấu rồi lên ô tô bỏ trốn. Công an huyện Gia Lâm thông tin ai là người biết chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên hoặc biết người hoặc phương tiện gây tai nạn ở đâu thì liên hệ với công an huyện Gia Lâm, số điện thoại 0912 318 829.